cả hai bên đều tung vào sân những cầu thủ tốt nhất của mình. Trong trận đấu ngày hôm nay thì người ta cũng đang chờ đợi cuộc đối đầu đối tác cá nhân. Rất tốt, chuyền vào. Đây là một pha phối hợp của Nét. Hoàng Đình Tùng, tiếng còi đã cất lên. Không chuẩn khác. Thành Hương không được, đường truyền không chính xác, rất nguy hiểm. Đây sẽ là một cơ hội xuất hiện. Thành Hương khoảng trống. Cao Nam, Quảng Hải, chân trái, quả bóng. Được. Và xử lý rất nhanh và cũng hết sức kỹ thuật. Tình huống đưa bóng không tốt. Papeoma xoay sở rất khéo. Đức Huy không thành công. Trận đấu đang diễn ra với một tốc độ rất cao. Cả hai đội đều đang nhập cuộc với không một chút ngần ngại nào. Hoàng Đình Tùng, và các bóng rất kinh nghiệm. Pha xử lý không an toàn. Rất quý ạ. Rất tốt, pha cản phá rất đúng lúc. Sẽ là một quả đá biên. Một pha xử lý rất thoải mái. Đã có một pha phạm lỗi. Trọng tài đã gọi lại để nhắc nhở. Một tình huống cần phải rất tập trung. Pha phá bóng rất dứt khoát. Quá dễ để có thể bắt bàn. Một cái. Cản phá rất đúng lúc. Văn Kiệt không thành công. Một pha can thiệp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Pha xử lý của Văn Quyết. Papeoma thành lượng. Hoàng Đình Tùng xử lý rất tự tin. Bóng đã được phá lên. Không thành công. Pha xử lý của Văn Quyết. Phản công. Pha phản công rất hay. Đây sẽ là một cơ hội xuất hiện. Thành Hương, Đức Huy để mất bóng rất nguy hiểm. Pha bắt bài rất tốt. Pha cản chậm rất tốt. Pha xử lý rất nhanh và cũng hết sức kỹ thuật. Khá nguy hiểm. Rất tốt, pha cản phá rất đúng lúc. Pha phản công rất lợi hại. Pha bóng rất dứt khoát. Cản phá rất đúng lúc.
Văn Quyết. Papeoma vẫn còn. Pha di chuyển ra biên. Pha cắt bóng rất kinh nghiệm. Phạm lỗi. Đó lại thêm là một pha kèm người chặt chẽ nữa. Tuấn Anh. Hoàng Đình Tùng. Pha chặn bóng rất tốt. Và chúng ta sẽ chờ đợi vào một hiệp hai lột xác, chí ít là như vậy, để trận đấu này không phải là trận đấu một chiều. Hiệp một cuối đầu giữa hai huấn luyện viên cá tính đã khép lại. Hiệp một trận đấu đã diễn ra tương đối buồn tẻ và không có bàn thắng nào được ghi. Trong hiệp 1 của trận đấu, cả hai bên đã chứng tỏ trình độ rất cao. Hoàng Đình Tùng xử lý rất tự tin. Mục tiêu của hàng phòng ngự là phá bóng đi càng xa càng tốt. Cách tốt nhất để giải tỏa sức ép và cũng là cách tốt nhất để tránh việc thể lực bị bào mòn sẽ dẫn tới những pha xử lý sai lầm. Và vừa phối tốt cơ hội phản công, tình huống 4-4. Pha cắt bóng rất tỉnh táo. Pha bắt bài tốt của thủ môn. Papeoma. Và bắt bài rất tốt. Tiếng còi đã cất lên. Và vượt đá phạt rất nhanh. Cú đá phạt. Cú dứt điểm rất khó chịu. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Duy Mạnh. Và trả bóng về. Đinh Tiến Thành. Văn Kiên. Thành Lượng. Quang Hải. Đức Huy. Có đoạt bóng rất hay. Chúng ta đang theo dõi trận đấu trên kênh truyền thông đa nền tảng của VFF. Buổi tường thuật do công ty Next Media phối hợp với Điều Nói Việt Nam thực hiện. Quang Hải. Thành Lượng. Hoàng Đình Tùng. Mục tiêu chỉ là phá bóng đi càng xa càng tốt. Khá nguy hiểm. Bóng đã được phá lên. Một cây. Và pha bóng rất dứt khoát của rất tốt. Và cả hai rất đúng lúc. Thành Lượng. Quang Hải. Pha xử lý của Văn Quyết. Tình huống nguy hiểm. Một pha cản phá có thể nói là cũng đã chín cho khoảng một bàn thua 10-10. Cầu thủ bên phải cảm ơn thủ môn, anh đã chơi rất tốt trong ngày hôm nay. Hoàng Đình Tùng. Sam Sơn.
Sang Sơn. Không được. Hoàng Đình Tùng. Sang Sơn. Đức Huy. Papioma. Quang Hải. Văn Quyết. Dứt điểm đi. Không được. Hết quả phát bóng lên. Chọc thế. Đang có một pha phạm lỗi. Một tình huống cần phải rất tập trung. Tiếng còi đã cất lên. Một đôi. Pha lấy bóng thành công. Thành Lương. Trong ngày hôm nay dường như các cầu thủ có vấn đề về thể lực. Papioma không thành công. Pha thành công dành cho đội khách. Pha bắt bài tốt của thủ môn. Xử lý rất tự tin. Tình huống Việt Vy rất rõ. Bóng được trả ngược lại. Một pha di chuyển ra biên. Đây sẽ là một cơ hội xuất hiện. Và đây là một cơ hội. Và như vậy đến lúc này, trọng tài đã nổi tiếng còi mãn cuộc.